Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện Kangnam Nam Cali at gmail.com thẩm mỹ viện can nam Cali at gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn thẩm mỹ viện can nam Cali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả các thính giả. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Putin tuyên bố là nền kinh tế của Nga tăng trưởng đến tới mức 5%. Bản tin mới nhất từ ở nước Nga cho biết thì ông Vladimir Putin trong ngày thứ sáu đã nói với hãng thông tấn Interfax rằng nền kinh tế của nước Nga đã có mức tăng trưởng khoảng 5% căn cứ trên cái mức tăng trưởng của họ trong uh, nửa năm nay và chúng tôi nhìn thấy được là cái mức tăng trưởng đã sáng sủa và ở khoảng 5% trong tổng số GDP của toàn quốc. Đó là lời phát biểu của ông trong cái uh, cuộc nói chuyện ở trong một cái buổi cái, cái lễ tốt nghiệp ở trường đại học và lệnh cấm vận của khối Tây phương dường như đã thất bại với nền kinh tế của Nga theo tường trình của Ross Statistical cho biết và mức GDP tăng trưởng là 5.4% trong cái uh, tâm cá nguyệt đầu tiên và mức tăng trưởng này dường như đã giảm đi trong à, cái là tâm cá nguyệt thứ hai và theo tường trình cho biết thì à, đây là một trong những cái thông báo của Putin đã đưa ra ngay khi mà ông ta dự một cái lễ tốt nghiệp ra trường của các sinh viên của nga đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay <laughs> Moscow đã chỉ trích việc bổ nhiệm của Liên hiệp Âu Châu và nói rằng đã có một mối quan hệ rất tồi tệ với lại Brussels Bản tin mới nhất cho biết thì Moscow đã nói rằng họ có một cái mối quan hệ rất là khó khăn với lại Liên Hiệp Âu Châu bởi vì vấn đề chính trị và trong đó gần như và trong mấy năm qua và phát ngôn viên của Điện Kremlin đã phát biểu trong ngày thứ sáu ông Dmitry Peskov cho biết là Kachakalat được xem là Thủ tướng của Estonia hiện nay là người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối này, dường như là đang có một thái độ rất à, à, bà này và dường như là thái độ rất cứng rắn với cái kinh nghiệm đối ngoại của bà sẽ là một cái cuộc à, gọi là khó khăn cho mối ngoại, gọi là quan hệ với Nga và ông ta mô tả bà Kalas là một người đã biết rõ về nước Nga và bà ta tuyệt đối không thể chấp nhận được cái à, à, khuynh hướng của nước Nga và lời phát biểu này được đưa ra sau khi mà ông này lên tiếng chỉ trích bà Ursula von der Leyen người thời gian gần đây là chủ tịch của Quỹ hội Âu Châu. Gần như là mà mối quan hệ của Moscow và Brussels đã trở nên tồi tệ hơn. Ông Peskov đã cho biết như trên và ông nói rằng việc bình thường hóa các mối quan hệ này không phải là dễ dàng và không có được dự tính. Đây được xem là một trong những lời tuyên bố từ phía Nga đưa ra ngay sau khi mà có một cái sự bổ nhiệm mới trong Liên hiệp Âu Châu. Cùng một lực trong ngày hôm nay, Liên hiệp Âu Châu đã nhắm vào nhóm Hamas và nhóm Islamic Jihad người Palestine trong lệnh cấm vận mới. Bản tin mới nhất cho biết thì Liên Hiệp Âu Châu đã bắt đầu có lệnh cấm vận nhắm vào hai nhóm Hồi giáo cực đoan ở tại Trung Đông, gồm có nhóm Islamist, uh, người Palestine và nhóm Hamas, và, và nhóm Islamist này gọi là PJIJ tức là Palestine, Palestine Islamic Jihad tức là một trong những cái tổ chức hồi giáo ở tại uh, giải Gaza và các công ty của sáu người đã trở thành uh, mục tiêu bị uh, cấm vận bởi vì đã cung cấp tài chính cho hai nhóm này để cho họ thực hiện các hành động gọi là bạo động của họ. Lệnh cấm vận này à, nhắm vào nhân vật có tên là Zuhir Samlat, người được theo thường trình của khối Liên Hiệp Âu Châu cho biết ông ta đặt vai trò giữa rửa tiền và chuyển ngân cho Hamas từ Iran. Đồng thời thì lệnh cấm vận này cũng nhắm vào một nhân vật thứ hai có tên là Maher Mahrepi Obi, được xem là nhân vật chính trị cao cấp của Hamas chịu trách nhiệm trực tiếp trong các cái chiến dịch khủng bố của Hamas tại khu vực vùng Tây Gạn theo tương trình của Âu Châu cho biết, và đây được xem là một cái hệ thống của 27 quốc gia. Người thứ ba là Cha Yusuf Ahmad Aliyan, được xem là một viên chức của nhóm Hồi giáo Islamic Jihad ở tại à đây ở tại Trung Đông. Và người này cũng là lãnh đạo của một cái tổ chức có tên gọi là Mujahid Quad Foundation cung cấp nguồn tài chính hỗ trợ cho gia đình của những chiến binh của Islamic Jihad và các tù nhân của Islamic Jihad cũng đã bị cấm vận. Ba công ty gồm có Jawaza Group for Development and Investment Company À, thứ hai là Lelycom là đặc trách về vấn đề đầu tư. Và thứ ba là Anza, Anza Waza Group for Development and Investment Society. À, đây được xem là những tổ chức có liên hệ trực tiếp tới cái hồ sơ đầu tư của Hamas đã nằm trong danh sách cấm vận của Liên Hiệp Âu Châu. Đây được xem là một trong những cái đòn mạnh nhất mà Liên Hiệp Âu Châu nhắm vào hai nhóm Hồi giáo được mô tả là khủng bố bởi Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã cho dời đi cái bờ đê cứu trợ ở giải Gaza và có thể sẽ không lắp ráp trở lại. Bản tin mới nhất cho biết thì bờ đê vốn đã được xây dựng bởi lực lượng quân sự Hoa Kỳ để có thể hỗ trợ cho phía của à, à, các người dân ở Palestine đã phải dời đi vì tình trạng thời tiết và để bảo vệ cho bờ đê này và phía Hoa Kỳ đang duyệt xét là không tái lắp đáp lại cái bờ đây này sau khi mà có một cái uh, những biến cố xảy ra tại đây, theo viên chức của Hoa Kỳ đưa ra ngày thứ sáu Trong lúc mà phía giới quân sự đang tìm cách giúp chuyển tất cả những cái thực phẩm và nước nôi cần thiết thông qua bờ đây này thì đa số vẫn tiếp tục uh, nằm trong tình trạng gọi là khó khăn và những cái đầu cứu trợ vẫn nằm trong kho bởi vì tình trạng mà các cơ quan này nói rằng khi mà chuyển tới các khu vực ở giải Gaza gần như lại gặp khó khăn rất nhiều và các hàng cứu trợ này đã bị ứ động ở trong kho và bờ đê này vốn đã được xây dựng với ra tổng cộng là 15 triệu pound và tức là khoảng 6.8 triệu kg các cái thực phẩm ở giải Gaza. Tuy nhiên họ đối diện với hàng loạt những cái việc gọi là thuộc lùi lại và trong đó sự hư hại của bờ đê này chỉ vài ngày sau khi mà thực hiện thì đây là một cái thách thức lớn nhất cho các cái đường hướng hỗ trợ nhân đạo là họ không thể mang được hàng cứu trợ tới cho người Palestine từ cái bờ đê và nơi được xem là chứa rất nhiều những hàng cứu trợ cho người dân. Và phía giới chức Hoa Kỳ vẫn không cho biết là bờ đê này có được lắp ráp lại hay không và đang duyệt xét việc không lắp ráp lại bờ đê này. Và viên chức trên đã giấu tên và nói rằng đây là một trong những quyết định của ngũ giác đài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, việc phá thai sẽ giao lại quyền cho người dân và ít nhất là có tới 9 tiểu bang đã đặt cái việc phá thai hay không phá thai lên trên lá phiếu bầu. Bản tin mới cho biết cho biết thì là phía một số tiểu bang đã đặt quyền phá thai hay không phá thai vào tay của cử tri và người dân. Và ít nhất có 9 tiểu bang sẽ để cái vấn đề này ở trên cái lá phiếu bầu vào tháng 11 sắp tới đây, gia tăng nỗ lực về về cái quyền phá thai cũng như là những cử tri của à, Hoa Kỳ sẽ quyết định kể từ khi mà tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã lật đổ cái phán quyết gọi là Roe v. Wade để mà xóa bỏ cái quyền khóa phá thai của phụ nữ nằm trong hiến pháp năm 2022. Theo tường trình của tờ Boston Herald, các cử tri tại Colorado, sao đặt cô ta và fada đã sẵn sàng nói rằng việc mà quyền phá thai này à, sẽ được à, họ đã hội đủ chữ ký để có thể à, đặt cái vấn đề này lên trên lá phiếu bầu tại Arizona, Arkansas, Missouri, Montana và Nebraska cũng như là tại Nevada, thì liên minh của những cái tổ chức ủng hộ phá thai đang tìm cách gọi là vận động đầy đủ chữ ký và đang chờ đợi tiểu bang chấp thuận cái chữ ký và và xác nhận những chữ ký trước khi mà họ đưa cái vấn đề này lên trên lá phiếu bầu và điều này là một cái sáng kiến đưa ra để gây áp lực với các nhà lập pháp của tiểu bang trong đó ủng hộ trong vấn đề gọi là cả làm trung gian cho các cử tri trong cuộc bầu cử tuy nhiên thì các nhà lập pháp vẫn không à, không muốn điều này đó là lời phát biểu của daniel smith được xem là một giáo sư chủ tịch của một cái à, nghiên viện nghiên cứu về chính trị khoa học ở trường đại học florida tác giả của một cuốn sách liên quan tới vấn đề mà à, quyền và bỏ phiếu của người dân tức là cái à, gọi là trưng cầu dân ý Hiện nay thì tối cao pháp viện của Florida đã đưa ra một cái phán quyết trong đầu tháng 4 cho phép các cử tri của tiểu bang quyết định là có thể bảo vệ quyền phá thai và hợp pháp tất cả việc sử dụng cần sai hay không và bác bỏ cái sự tranh luận của văn phòng của Bộ Tư pháp của tiểu bang này là tiếp tục gọi là giữ cái vấn đề này ở trên lá phiếu bầu. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất của ít nhất là chính tiểu bang theo tường trình của hãng thông tấn AP. Cùng một lượt thì hạ viện trong ngày hôm nay đã thông qua các cái dự luật ngân sách của tài khoản năm 2025 cho ngành quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa. Bản tin mới nhất cho biết thì Hạ viện đã thông qua trong ngày 28 tây các dự luật cung cấp ngân sách cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa, bất kể sự phản đối của tòa Bạch Ốc. Bộ Ngoại giao, tức là cái nơi mà điều hành cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ à, với cái, cái sự phân bố ngân sách trong cái đạo luật về ngân sách trong đó đã được thông qua bởi à, Hạ viện với 212 phiếu thuận và 200 phiếu chống tổng cộng là 51.71 tỷ Mỹ Kim có nghĩa là họ bị cắt giảm đi 7.6 tỷ Mỹ Kim so với tài khoá của năm 2024 và đồng thời 19% tức là khoảng 12.26 tỷ Mỹ Kim thích uh, ít hơn uh, theo theo yêu cầu của ông cho mình đưa ra cho cái tài khoá năm 2025 bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 10 và dư luận này đặc, đặc biệt cũng đã có một loại trừ khoảng 14.6 tỷ mỹ kim từ cái uh, bộ ngoại giao trong đó liên quan tới những cái sứ mạng của các cơ uh, đơn vị ở trong cái cơ quan này và 1.56 tỷ mỹ kim dành cho cái cơ quan cứu trợ và hỗ trợ cho phát triển quốc tế và trong đó gồm có 476 triệu mỹ kim là sẽ à, được xem là ít hơn so với thời gian trước đó là và 661 triệu mỹ kim được xem là ít hơn theo so với yêu cầu của chính quyền châu bên và dự luật này bao gồm luôn cả 3.3 tỷ mỹ kim cho bao gồm việc vấn đề hỗ trợ quân sự cho do thái và nghiêm cấm sử dụng tất cả nguồn ngân quỹ này cung cấp cho cái à, tòa án của hình sự quốc tế ICC cũng như một số những cơ quan ở của liên quốc bao gồm cả cơ quan tị nạn người palestine và đã bị chỉ trích là có thái độ thù địch với lại phía của do thái trong khi đó thì icc loan báo là họ tìm kiếm lệnh bắt giữ đối với lại ông thủ tướng benjamin netanyahu và bộ trưởng quốc phòng joab gallen thêm vào đó thì nhà lãnh đạo của hamas là mohammad dayab ibrahim al masri à, cũng như là người thứ hai là ismail haniyev và người thứ ba là yaja siwa là ba người cũng đã bị à, tòa án quốc tế tìm kiếm cái việc gọi là truy nã những người này về tội gọi là vi phạm tội ác chiến tranh đồng thời cái dự luật phân bố ngân sách này nghiêm cấm sử dụng cái à, nguồn ngân sách này cho các cái cơ quan của liên quốc mà có cái hướng chống lại Do Thái. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất và dự luật này cũng đã dùng có một phần ngân sách để mà đối phó với đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó gồm 2.1 tỷ Mỹ Kim cho cái sáng kiến về chiến lược Indo-Pacific và bao gồm luôn 500 triệu Mỹ Kim hỗ trợ quân sự tài chính cho phía của Đài Loan. và đồng thời ban cấm tất cả các cái nguồn ngân quỹ này tới Trung Quốc hoặc liên quan tới đảng Cộng sản Trung Quốc. Thêm vào đó thì dự luật ngân sách này đã cắt giảm rất nhiều cho cái uh, tổng ngân sách của uh, uh, Li, liên hợp quốc trong đó bao gồm cả cái cơ quan giáo dục của liên hợp quốc về khoa học về uh, tổ chức văn hóa về tổ chức môi trường về tổ chức phụ nữ cũng như là về cái uh, hội nghị về của liên hợp quốc ở tại montreal đây được xem là một trong những cái ngân sách mà họ duyệt xét và hoa kỳ nó vốn là cái quốc gia quyên góp lớn nhất cho liên hợp quốc vào năm 2022 họ chi tổng cộng cho tổ chức này là 18 tỷ mỹ kim, trên hết thì tòa cái gì luật này là nghiêm cấm việc sử dụng cái tiền của Hoa Kỳ để mà xây gọi là xây dựng cái bờ đê ở bên ngoài giải Gaza trong việc mà sử dụng hỗ trợ cho vấn đề gọi là nhân đạo cho cái khu vực mà do Hamas kiểm soát. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất bị cắt giảm trong cái ngân sách của phía Bộ ngoại giao. Trong khi đó thì Bộ quốc phòng được biết là đã được thông qua với cái ngân sách là với 217 phiếu thuận 100 98 phiếu chống với tổng cộng số tiền là 833 tỷ mỹ kim, một à, được xem là bị trừ 1% và trong đó à, tức là khoản bị trừ đi khoảng 8.57 tỷ mỹ kim và cho so với tài khoản năm 2024, trong đó gồm 500 triệu mỹ kim hỗ trợ cái dàn hỏa tiễn cho phía của Do Thái và kể cả vàng Iron Dome, à, dàn David Sling cũng như là một cái hệ thống à, hỏa tiễn ngăn chặn cái à, các cái à, pháo kích từ phiếu của Hamas đưa ra. Cùng một lượt thì cái dự luật này là ngăn chặn tất cả nguồn ngân sách dành cho cái quỹ cà của Liên Hợp Quốc và tài trợ cho người tị nạn Palestine gọi tắt là UNRWA. Và bên cạnh đó thì cái ngân sách dành cho cơ quan an ninh nội địa cũng đã được thông qua với 212 phiếu thuận, 203 phiếu chống, trong đó duyệt xét 64.8 tỷ Mỹ kim, bao gồm luôn cả 22.7 tỷ Mỹ kim dành cho vấn đề gọi là hỗ trợ cho những cái thảm kịch và phục hồi tất cả các dự án và trong đó bao gồm 600 triệu Mỹ kim để xây dựng cái bức tường biên giới à, và và có thể nguồn ngân sách co cho 22.000 nhân viên tuần trại biên giới và 300 triệu dành cho vấn đề kỹ thuật ăn biên giới. Thêm vào đó thì ngân sách này sẽ có khoảng 4.1 tỷ mỹ kim dành cho các chiến dịch về à, giam giữ và trong đó bao gồm luôn ngùa, à, sẽ xây dựng ít nhất là 50.000 cái giường ở trong các trung tâm giam giữ và chi ra khoảng 822 triệu mỹ kim để mà à, gọi là trục xuất các chi dân bất hợp pháp. Đây được xem là một trong những cái ngân sách mới nhất mà phía quốc hội đã thông qua đó và ở trên hàng Hạ Viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ngũ giác đài đã bao che cho Joe Biden về những cái chết trong uh, giới quân sự kể từ khi ông ta cầm quyền một phát ngôn viên của ngũ chắc đài đã che giấu việc à, những cái chết trong giới quân sự kể từ khi ông Joe Biden cầm quyền và trong những lời nói dối trá của ông ta trong cái cuộc tranh luận tối ngày thứ năm trong cuộc tranh luận thì ông Joe Biden nói rằng sự thật khi tôi là tổng thống trong một thế kỷ qua thì không có gần như là không có một binh sĩ nào của chúng ta chết trên thế giới giống như Trump đã làm trong khi đó thì à, một phóng viên của nó đã yêu cầu phục bộ à, gọi là quốc phòng đã đưa ra thì người phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng là Sabrina đã lên tiếng và nói rằng Ngũ Giác Đài đã có được cái cái câu hỏi này và chúng tôi đã có rất nhiều những cái tổng thống đã cam kết và, và trong các cuộc tranh luận. Tuy nhiên thì tôi có thể nói rằng câu hỏi này quý vị hỏi bên Tòa Bạch Ốc và theo bản báo cáo mới nhất thì kể từ khi Joe Biden cầm quyền ít nhất có 16 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng À, kể từ khi mà ông ta lên nhận chức, bao gồm 13 binh sĩ đã bị thiệt mạng trong cuộc uh, rút quân tại Afghanistan ngày 26 tây tháng 8 năm 2021 và chỉ có 3 3 tới 5 tháng trước đây ở và có 3 người đã bị thiệt mạng 5 tháng trước đây tại Jordan và Jordan gần như là đã che giấu và không có nói về chuyện này. Trong tháng 4 năm 2023 thì có 9 binh sĩ đã bị thiệt mạng trong cuộc huấn luyện ở tại Kentucky, 20 binh sĩ ở Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trong cái uh, cuộc tai nạn xe tai nạn uh, gọi là Osprey và tai nạn về uh, liên quan tới một cái uh, chi, uh, máy bay và trong tháng 3 năm 2022 cho tới tháng 11 năm 2023 theo tường trình của đài NBC cho biết và lời dối trá này đã bị đã không được xác nhận bởi phía của ngũ giác đài và dường như họ đang bao che cho phía của Joe Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay các nhà lập pháp của lưỡng đảng đã lên tiếng thúc giục Joe Biden tuyên bố tháng 7 là tháng yêu nước của người dân Hoa Kỳ theo chủ nghĩa yêu nước tức là American Patri uh, Patriotism month. Uh, Đây là một trong những cái câu mà cái tiếng Mỹ nó, nó dịch là như vậy. Một nhóm gồm có các nhà lập pháp của lưỡng đảng tại Hạ viện đã giới thiệu một nghị quyết và kêu gọi ông Joe Biden là tuyên bố tháng 7 là cái tháng chủ nghĩa yêu nước của người dân Hoa Kỳ. Nghị quyết này đã được xác nhận <laughs> là hoa kỳ là một trong những quốc gia tuyệt vời nhất trên trái đất này và xác nhận rằng các nhà dưới lúc mà các đại diện của các lưỡng đảng ở tại Hạ viện đã quyết định cái tháng đặc biệt này và được giới thiệu bởi dân biểu của Texas là Roger William đã đưa ra vào ngày thứ sáu và chỉ ra hàng loạt những cái dự kiện và những ngày tháng trong đó bao gồm luôn ngày 4 tây tháng 7 năm 1776 là ngày mà Hoa Kỳ đã tuyên bố độc lập ra khỏi cái chế độ thuộc địa của Anh và trong đó họ nhấn mạnh đây là chủ nghĩa yêu nước và cần phải được thông qua. Và đây được xem là một trong những cái áp lực mới nhất của thành viên lưỡng đảng đã yêu cầu phía của ông Joe Biden là tuyên bố tháng 7 là tháng yêu nước cũng như là để vinh danh những binh sĩ Hoa Kỳ đã qua đời và đã chết trong lúc làm nhiệm vụ ở tất cả các cái nhiệm vụ trên thế giới bao gồm luôn cả cái trận đổ bộ ở trên Normandy là thời đại nhị thế chiến năm 1944. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một tin vui cho những người ủng hộ Trump đó là Tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết có lợi cho một người biểu tình trong cái ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Tối cao pháp viện trong ngày thứ sáu đã đưa ra một cái phán quyết và trong đó gây khó khăn hơn cho việc truy tố những người đã bị truy tố về tội cản trở các nhân viên công lực trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1, một trong những cái uh, vụ án mà có thể truy tố cả ông cựu tổng thống Donald Trump. Các chánh án đã đưa ra và nói rằng là không có đủ yếu tố để truy tố những người này, trong đó bao gồm luôn cả việc mà họ dựa trên cái việc mà gọi là tội cản trở các nhân viên công lực là trong một cái tai, tai một cái tai tiếng về vấn đề tài chính của công ty Enron năm 2002 trong đó thì các à, bị cáo đã tìm cách đốt và phi tan tất cả những bằng chứng và à, những người mà ở trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 thì gần như là đã không có bị những cái tội này và trong đó bao gồm luôn việc mà một số những cái tài liệu liên quan tới biến cố ngày 6 tây tháng 1 đã bị xóa bởi các thành viên trong quỹ ban ngày 6 tây tháng 1 ở tại hạ viện và hiện nay thì à, quyết định này có thể ảnh hưởng tới cái vụ truy tố đối với ông trump trong đó thì tòa dựa trên một cái à, Trường hợp của một cựu cảnh sát ở tại Pennsylvania có tên là Joseph Fisher ở cái tòa cấp dưới trong đó ông đã bị truy tố tội cản trở tư pháp. Tuy nhiên thì ông Fisher đã nói rằng vai trò của ông hoàn toàn là không có uh, hành động gọi là cản trở cản trở tư pháp mà lúc đó ông chỉ muốn biết rằng là phía quốc hội làm cách nào xác nhận được ông Joe Biden là tổng thống và chiến thắng với ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 ông nằm trong số 350 người đã bị truy tố tội cản trở tư pháp và một số người đã nhận tội và một số người đã bị kết tội và chủ tịch ủy ban tư pháp của Hạ viện, ông Jim Jordan đã công bố một cái statement vào ngày thứ sáu nói rằng quyết định của tối cao pháp viện đã xác nhận một chế độ pháp trị và nó nhắc nhở quốc hội rằng không có ai có thể đưa ra cái tình trạng viết luật pháp bởi các công tố viên và trên 170 người đã bị cáo buộc tội phản loạn và bị kết tội rất nặng kể từ cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 và trong đó bao gồm luôn hai tổ chức được xem là có khuynh hướng cực hữu gồm có Proud Boys và Keeper đây được xem là một trong những cái phán quyết của tối cao pháp viện có thể lật đổ tất cả những cái bản án đã bị kết tội và kết án trước đây đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và ngay lúc đó ngay sau khi mà tối cao pháp viện đưa qua đưa ra cái phán quyết này cựu tổng thống trump đã lên tiếng ca ngợi phán quyết của tối cao pháp viện cựu tổng thống trump đã lên tiếng và chia sẻ cái phán quyết của tối cao pháp viện và trong đó ông nói rằng đây là một chiến thắng lớn cho những tù nhân chính trị ngày 6 tây tháng 1 và chưa từng có khi mà đánh bại tên tham nhũng joe biden À, Galen và Monaco à, và đây là một trong những cái quyết định can đảm của phía à, Scott tức là phía của tối cao phát hiện khi lật đổ cái, à, cái vũ khí hóa ở trong cái à, bộ tư pháp trong việc mà cáo buộc những tù nhân chính trị trong biến cố ngày 16 ngày 6 tây tháng 1 đó là một trong những người à, thực hiện chiến dịch tranh cử của ông Trump là Julie Cowley đã viết ở trên trang True Social và đây là cho thấy là Bộ Tư pháp vẫn có một cuộc truy tố bất hợp pháp với hơn 350 người dân Hoa Kỳ bởi vì họ có tinh thần yêu nước trong ngày 6 tây tháng 1 và lạm dụng cái quyền lực này để trừng phạt những ai chống lại cái cuộc biểu tình mà chống lại cái cuộc phản đối mà ông Joe Biden được ta được xem là có một cái thái độ à, gọi là bất minh trong cuộc bầu cử và tìm cách gọi là hình sự hóa những nhà gọi là bất đồng chính trị. Đây được xem là phản ứng mạnh mẽ của ông Trump đã đưa ra và ông nói rằng đây là một chiến thắng cho nền pháp trị của Hoa Kỳ và là một chiến thắng cho những người yêu nước đã bị trừng phạt và đã bị à, cáo buộc truy tố bởi chính quyền của Joe Biden và bộ tư pháp đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, một trong những hội đồng quản trị trong cái ban tổng biên tập của tờ New York Times đã lên tiếng sau cuộc tranh luận là Joe Biden nên chấm dứt cuộc tranh cử của ông ta để cứu lại quốc gia. Đó là một trong những cái nhận định sau cuộc tranh luận tối ngày hôm qua được xem là một trong những cái trang báo mà khuynh tả và được xem là một trong những tờ báo mà giới khuynh tả rất yêu thích thì trang tổng biên tập của tờ New York Times trong ngày thứ giao thứ sáu đã lên tiếng thúc giục ông Joe Biden là nên rút lui ra khỏi cuộc tái tranh cử của ông ta và chỉ một chưa tới một ngày sau khi mà ông ta có cuộc tranh luận với ông Trump được xem là tờ báo đầy khuynh hướng à, gọi là cực tả này trong ngày thứ sáu nói rằng là ông Joe Biden không còn phù hợp cho cái vai trò gọi là tổng thống và ông ta sẽ không đủ khả năng đánh bại được ông Donald Trump và không nên tranh cử nữa và nên rút lui ra khỏi cuộc tranh cử này và trên cái trang gọi là của tổng biên tập viết rằng là ông Chu bên nói rằng ông ta là ứng cử viên có cái cơ hội tốt nhất để mà chống lại tất cả những cái thái độ chuyên chế và sẽ đánh bại cái việc này. Tuy nhiên lời tranh luận của ông ta sự thật thì ông ta có đánh bại ông trong năm 2020. Tuy nhiên tình hình này đã không còn được như năm nay và tôi chúng tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc tranh luận tối ngày thứ năm thì ông tổng thống cần phải uh, lắng nghe cái tiếng khuyên cáo của người dân Hoa Kỳ và công chúng Hoa Kỳ là ông không còn phù hợp ở một cái nhiệm kỳ thứ hai các kỹ tri cử, cử, tri sẽ nhìn thấy được và ông bây giờ không thể có là có được cái nhiệm kỳ thứ hai và nên rút lui đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố của tờ New York Times đưa ra ngay sau khi cuộc tranh luận chưa chấm dứt chưa đầy 24 giờ đồng hồ đó là bản tin liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng theo tờ New York Times báo cáo cho biết thì các nhà quyên góp lớn sẽ không còn đóng góp cho quỹ tranh cử của Joe Biden Ký giả của tờ New York Times là Ken Vogel đã, đã, bỏ trên trang cho mạng xã hội trong ngày hôm nay thứ sáu và sau đó đã xóa cái post này đi. Nói rằng là một số những nhà quyên góp của đảng chủ sẽ không còn hỗ trợ cho cái cuộc gây quỹ của ông Joe Biden tại Manhattan sau khi mà ông có một cái thái độ và một cái cách hành xử tai hại trong cuộc tranh luận vào tối ngày thứ năm. Tôi đã nghe được một số những nhạc quyên góp của đại Dân Chủ đã rút lui ra khỏi cuộc gây quỹ của ông Joe Biden vào tối ngày hôm nay ở tại Hamilton Balloon ở tại Manhattan cùng với lại Elton John. Đó, Elton John là một ca sĩ gốc Anh. Đó là lời phát biểu của Vogel đã viết trên trang Platform X. Và cuộc gây quỹ tối ngày hôm nay ở tại thành phố New York được xem là lần đầu tiên mà ông Joe Biden cùng với lại kể từ khi ông và cựu tổng thống Barack Obama và cựu tổng thống Bill Clinton đã có một cái cuộc gây quỹ ở tại cái Radio City Music Hall vào tháng 3, giúp cho cho bên gây quỹ lên tới 25 triệu Mỹ kim theo tường trình của tòa New York Post đưa ra Obama đồng thời đã cũng sẽ có mặt ở tại New York vào ngày hôm nay thứ sáu tuy nhiên thì ông ta không có ý định là thúc đẩy ông Joe Biden rút ra khỏi cái cuộc gây quỹ này theo tường trình của Alan Kamen và Bill Porter đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất cho thấy là có thể là có nhiều nhà quyên góp của đảng dân chủ sẽ rút lui ra khỏi cái cuộc quyên góp cho ông Joe Biden cùng một lượt thì giới truyền thông cánh tả đã tỏ ra gọi là thất vọng và họ đã đổi tông sau cuộc tranh luận tối ngày hôm qua của ông Joe Biden và ông Trump và họ nói rằng tôi đã thấy quá đủ đó là lời phát biểu của họ sau khi mà Joe Biden đã có một cái cuộc tranh luận với cựu tổng thống Trump thì một số những nhân vật trong các cơ quan truyền thông khuynh tả đã tỏ ra thất vọng và thay đổi cái ngôn ngữ của họ cũng như là cái giọng điệu của họ đối với lại Joe Biden. Đặc biệt là nhân vật John Red, ở uh, Red của đài truyền hình MSNBC nói rằng đảng Dân Chủ cần phải duyệt xét tới việc thay đổi người khác joe biden đã có một cái thái độ được xem là rất là tai hại tối ngày hôm nay và tôi nhìn thấy rõ và tôi thấy rằng à, tôi đã thấy trong bốn năm qua và tôi có thể nói rằng là ổng đã không còn đủ sức nữa đó là lời phát biểu của một nhân vật của đài truyền hình à, msnbc trong khi đó thì trong cái chương trình morning show thì à, Joe Scarborough, người thời, thời gian gần đây đã lên trên tờ Wall Street Journal nói rằng ông Joe Biden về mặt tâm lý đã có hành động, đã có suy giảm về tâm lý và trong đó gần như là đã lên tiếng kêu gọi ông Joe Biden là nên duyệt xét lại việc rút lui. Nếu ông ta là tổng giám đốc và ông ta có một cái thái độ như vậy thì có bất kỳ một công ty nào ở Hoa Kỳ trong tổng số 50 đại công ty của Hoa Kỳ vẫn giữ ông ta trong vai trò là tổng giám đốc hay không? Đây là lời phát biểu của người này. Và sau đó thì Scarborough nói thêm rằng Joe Biden đã không gây gây nổi được cái sự thuyết phục đối với công chúng trong ngày hôm qua, đó là lời phát biểu của họ. Bên cạnh đó thì nhân vật của đài NBC News là Chuck Todd đã lên tiếng tuyên bố rằng Joe Biden dường như là một nhân vật hoàn toàn khác hẳn và ông ta đang có trở ngại về tâm lý cuộc tranh luận này đã cho thấy tất cả những gì mà tờ Wall Street Journal báo cáo hồi đầu tháng này đều là sự thật và trong đó rõ ràng chúng ta đã có tất cả và chúng ta đã nhìn bằng tận mắt của chúng ta về thái độ và cái khả năng của ông Joe Biden. Trong khi đó thì đài truyền hình CNN phân tích gia của đài truyền hình này nói rằng là trong 90 phút cuộc đối đầu của ông Joe Biden và ông Trump cho thấy là ông Joe Biden đã không còn đủ sức và Van, được xem là một trong những phân tích gia và bình luận gia của CNN nói rằng Tôi có thể nói rằng tôi nói từ trái tim, tôi rất thích ông này, ông ta là một người tốt, ông ta yêu đất nước và ông ta làm tất cả những gì có thể làm được. Tuy nhiên, ông ta đã thất bại trong cái cuộc thử nghiệm tối ngày hôm qua và ông ta đã thất bại hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng có nhiều người giống như tôi nhìn thấy ông ta một cách khác biệt, đó là lời phát biểu của phía NBC Duda. Trong khi đó, thì một nhân vật khác có tên là Ivan Osnot được xem là một trong những nhân vật thường chụp hình cho Joe Biden cũng đã lên tiếng và nói rằng tôi không nghĩ rằng là tôi đang gặp gỡ một Joe Biden của 4 năm trước. Đó là lời phát biểu của ông này. Mặc dù là Kamala Harris, Phó Tổng thống đã lên tiếng và binh vực cho ông Joe Biden. Tuy nhiên thì bà, bà ta đã đụng độ với nhân vật Alison Cooper của CNN và Alison Cooper nói rằng các thành viên của đảng Dân Chủ đang có vấn đề của riêng họ và bây giờ họ có lên tiếng binh vực đi nữa. Thì đây là một cái chứng minh rất rõ ràng từ công chúng, từ những người nhìn qua màn hình. Đây được xem là một trong những người mà ông Cooper mô tả là rất khác biệt so với 4 năm trước đây khi mà thấy ông Joe Biden xuất hiện trên sân khấu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và ngay sau khi chiến có cái chiến thắng này các đồng minh của ông Trump đã tiết lộ rằng họ đã nói chuyện với các đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ tại Á Châu khẳng định ông Trump sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các đồng minh bản tin mới nhất cho biết thì các đồng minh xung quanh ông Trump đã tiếp xúc với các viên chức của Nhật Bản và Nam Hàn trong đó nói rằng nếu như mà ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa thắng được cuộc tranh cử sắp tới đây vẫn duy trì cái mối quan hệ gọi là ba bên tức là tam giác giữa Nam Hàn Hoa Kỳ và Nhật Bản một cái chiến lược mà ông Joe Biden đưa ra để đối phó với Trung Quốc và Bắc Hàn ít nhất là năm người có liên quan tới nguồn tin này cho biết như trên cuộc đối thoại này diễn ra vào trong mấy tuần qua các cố vấn về chính sách của ông Trump đã gửi tất cả những thông điệp tới những uh, quốc gia được xem là đồng minh của Hoa Kỳ ở tại uh, Seoul cũng như là Tokyo nếu ông Trump thắng cử trở lại thì cựu tổng thống sẽ hỗ trợ cho cả hai uh, quốc gia này tiếp tục có những mối quan hệ thắt chặt về quân sự, về kinh tế cũng như hợp tác về ngoại, ngoại giao để giảm đi tình trạng căng thẳng trên toàn cầu. Cuộc à, nói chuyện này đã được mô tả và được à, tiết lộ cho hãng thông tấn Reuters và đã được xác nhận bởi một số quốc gia Á Châu. Trong đó họ nói rằng họ đã tiếp xúc với lại các viên chức các cố vấn và những người làm việc xung quanh ông Trump. Bên cạnh đó thì à, Hoa Kỳ vẫn đang có những cái căng thẳng trong vấn đề của Đài Loan và vấn đề biển Đông, trong lúc mà Trung Quốc đang có sự hợp tác với Nga và tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến viếng thăm à, Bắc Hàn và hợp tác với Bắc Hàn. Và đây được xem là một trong những lời cam kết của các đồng minh của ông Trump với lại các à, quốc gia được xem là đồng minh của Hoa Kỳ tại Á châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Nga đã phản đối Nhật Bản trong việc tham gia cuộc tập trận chung với lại các quốc gia trong Liên minh NATO. Bản tin mới nhất cho biết thì Nga đã gửi một lời phản đối tới Nhật Bản trong ngày thứ Sáu sau khi mà Tokyo dự tính là sẽ tham gia một cuộc tập trận trên cái đảo gọi là Hokkaido và cáo buộc rằng ông thủ tướng của Nhật Bản là Fumio Kishida đang đặt quốc gia ông trên một cái đường hướng căng thẳng nguy hiểm bộ ngoại giao của nga đưa ra một cái bản nốt ở trên cái trang website của họ phản đối việc mà à, phía và đã gửi lá thư phản đối này tới tòa đại sứ nhật bản tại nga trong đó liên quan tới cái cuộc tập trận bao gồm cả đức và tây ban nha vào cuối tháng này và trong, trong cái bản nốt này thì tokyo đang bước trên một con đường được xem là khó chấp nhận được khi mà họ bắt đầu tham gia lực lượng tập trận chung với các thành viên của nato đây được xem là một trong những cái lời phản ứng của Nga đưa ra sau khi mà ông Kishida cho biết là Tokyo sẽ có phải thể tham gia chung cuộc tập trận với các quốc gia của Liên minh NATO ở trên cái eo biển Hokkaido, được xem là nằm trên bờ biển của Nhật Bản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye